Chào các bạn. Trong video trước thì uh, chúng ta đã cùng nhau chèn ba cái khối công trình này vào cái file tổng mặt bằng uh, bằng cách là chúng ta đã chia sẻ tọa độ hệ tọa độ của uh, tổng mặt bằng của chúng ta ấy, cho từng cái khối công trình này một và sau đó chúng ta sẽ insert trở lại thì nó sẽ nằm đúng cái vị trí như thế này. Thế thì điều gì xảy ra nếu chúng ta mở từng cái file công trình này và chúng ta uh, insert một cái khối công trình khác? À, vào để chúng ta xem thì điều có làm được không thì à, câu trả lời sẽ có trong cái video này bây giờ mình sẽ à, lưu cái này lại sau đó mình sẽ tắt cái này đi bây giờ mình sẽ mở khối công trình A đi rồi bây giờ mình sẽ mở khối công trình A công trình A thì nó có một cái file tổng mặt bằng Ok, ở đây mình sẽ vào Insert um, Quản lý link Ở đây mình sẽ remove cái size này đi Remove Ok Ok Đây, mình có công trình A đây Mình vào cái mặt bằng size để chúng ta cùng nhau xem Mình tắt cái mặt bằng level 1 đi Mình vào Masking Mình hiển thị khối Masking lên Đây mình có công trình A <laughs> bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là bây giờ mình insert khối công trình b vào trong cái file công trình a thì nó sẽ điều gì xảy ra chúng ta vào insert chúng ta vào link rồi chúng ta vào building b các bạn nhớ chọn là by share coordinate chúng ta click open và đây chúng ta sẽ nhớ chọn là building b nhá ta click ok đó thì các bạn thấy đây chính là cái vị trí công trình building B. thì các bạn thấy là chúng ta chỉ việc chia sẻ hệ tọa độ đúng một lần duy nhất trong cái file tổng mặt bằng thôi. thì thằng Revit từ đấy các bạn không phải làm lại cái thao tác này một lần nào nữa. bởi vì là thằng Revit nó tự hiểu tất cả các file này đang cùng chia sẻ một cái hệ tọa độ và đấy là chính là cái sức mạnh của thằng Revit trong cái phần mà định vị công trình này. cái tương tự như thế thì các bạn thấy là mình có thể uh, insert cả building C, các bạn chọn là buy cell coordinate mình kích open, đấy mình chọn building C này, đó thì đấy vị trí nó đây đúng cái vị trí mà trên tổng mặt bằng mà chúng ta đã làm trong cái video trước rất là tuyệt vời và 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 rất là hay. Ok nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn đặt câu hỏi ở trên website rsvn.net hoặc là cái phần comment của video trên kênh youtube hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.